chú rể chào thang hôn Minh Hằng trong lễ rước dâu. Hơn 9 giờ, ông xã Minh Hằng cùng giàn phù rể có mặt tại nhà gái ở thành phố Thủ Đức. Trước khi đều vào cửa, chú rể trải qua hàng loạt trò chơi thử thách về thể lực và trí tuệ do Minh Hằng đưa ra, trong đó có màn chú rể tìm cách gặp cô dâu ở tầng 2. Doanh nhân Quốc Bảo dựng thang, nhờ giàn phù rể giữ để leo lên ban công gọi tên vợ. Minh Hằng diện áo dài màu trắng, ông xã của cô chọn vest, cùng làm lễ gia tiên. Gia đình hai bên dành những phần quà, lời chúc phúc đến đôi uyên ương. Minh Hằng và chồng không giấu được xúc động trong ngày trọng đại. Lễ cưới ca sĩ được thắt chặt an ninh nhằm giữ riêng tư cho gia đình. Sau lễ gia tiên, nghệ sĩ sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 18 tháng 6 trên bãi biển ở Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu. Khách được yêu cầu mặc trang phục đỏ, đen, xanh nước biển, mang theo thiệp và không dẫn theo trẻ em. Cô dâu và chú rể cũng sẽ có màn nhảy mở màn. Minh Hằng và chồng lên kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ từ 3 tháng trước. Ý tưởng trang trí buổi lễ do Minh Hằng quyết định, ông xã chiều theo mọi ý định của diễn viên. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.